Xin chào quý vị các bạn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa ngoài, loa nghe nhạc, loa trong, loa nghe gọi trên Nokia 8810, cần một địa chỉ thay mới, sửa chữa, khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến phần loa trong, loa ngoài trên điện thoại Nokia 8810 4G phiên bản 118. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99, di động có cấp chấm en, hiện có mọi loại linh kiện trên điện thoại Nokia 8810 nói chung và phần loa ngoài, loa trong của Nokia 8810 nói riêng thay mới với các bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động có cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại di động có cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Nokia 8810 hàng đầu Việt Nam.